Để xe đây à? Hả? Sao? Đưa không đi được à? Ok hết rồi, chào các bạn. Ok rồi, chào các bạn, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bo Nùm Vlog của cả sống tại Châu Phi. Anh em mình đang ở khung cảnh tại lông trại của Linh Nip. Sau giờ nghỉ trưa là về đưa các bác trưởng bản tại ba bản phía bên trong, anh em mình đang hỗ trợ giúp phát triển nông nghiệp đây, để đưa ra lông trại của Linh Phoenix để thăm mô hình lúa nước của Việt Nam mình nha các bạn. Thì để hôm sau có gì anh em mình ra giúp người dân phát triển để cây lúa nước đấy các bạn. Đây ba bác trưởng bản của ba bản đây. Đấy. Tôi đưa số bà vay bảo thì Linh Phoenix trở ra, vừa về nhà phải gọi Linh Phoenix đưa ra các bạn. Úi giời, đường à, thăm lúa thì nhưng mà hôm nay mưa ở ngày các bạn ạ. Cái này mà trời nắng thì mới đẹp hả anh Quý nè. Khỏe chứ, sao đây đường giải đường bê tông đây. Okay, để anh đưa các bác trưởng bản vào. Boa tarde. Tudo soba. Aqui meu irmão. Ele para dar aqui muito arroz. Sim, vai ver. Vamos ver hoje. Bởi hôm nay mới vào trong lông trại của Linh Phoenix lần đầu tiên các bạn. Bận quá. Sang nè. Sáng đi làm mấy ngày đi làm quả sắn đi. Này đi thăm này đúng là trời nắng mới đẹp. Núa chín nắng vàng. Đây, đến bắt đầu đến Fazenda Việt Phi Farm rồi. Đây, thế là gần đến rồi đúng không? Biển này. Treo quả biển này. Đẹp này. Thế này khách đến thì làm cái xe đưa đón thì chết thật. Chủ lông trại này chán thật. Đường đẹp đấy, em đưa đón đến tận lán luôn đi. Các ông mưa thì phải tính kiểu mưa chứ. Ông đoàn khách của chúng tôi mỏi chân lên này. Máng nước luôn đây à? Ê, núi đây. Ai sao bà? Pronto. Tá. Olha só. Já. Já tá ficar pronto. Tá. Oh meu Deus. Isso é arroz. Alô. Ai que bom, é que lanh bay xuống mùi tù. Ai, 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 hoje vamos. Boa tarde. Chefe tudo bem? Paulo. Tudo bem? Obrigado. Aí, trang trại của Linh Phoenix rồi các bạn. Ao đâu rồi? Ao trên kia. Đây là cây gì này? Ê, thì tao bên bà đang đàm hút rồi cái batata. Batata. Úi giời. Muitas coisas aqui. Khoai lang đằng kia bên nhiều kìa. Từ bờ ao đến tận chiếc cái cây trên kia. Ai tudo é batata. Tudo é batata. Sim. Muito, sim. Muito. Sim. Nem mais o arroz. Muito. Olha só. Porando aqui. Aqui, tomate. Tomate. Couve. É batata doce. É comer doce. Esse cuia, esse tipo. Cuia. Cadê, né? Cadê? Cuia. Olha lá. Esse aqui, né? Cô voia. Cai. Cái trong cây dày đấy. Ôi là sư. Cái này cây đúng này, chỗ kia cây dày. Này là đúng cái gì. Ta sao nhìn đúng bao nhiêu. Sim. Sim. Ô Beto. Sim, obrigado. Sim. Ok. Ôi là sư. Sim. Tá bonito. Đây. Đây. Tudo aí, alô. Já está pronto. Já está pronto. Đẹp chưa? Úi giời, mấy ông đứng kìa. Chào các bạn. Aqui arroz Việt Nam đi ta. Olha só, esse aqui. Đây. Aqui passarinho assim não come. Não, esse já tem homem. Ele também tá muito homem. Tá bonito, eu. Các bạn bảo sao chim không ăn. Olha só. Vâng. Anh Quý giỏi, công nhận đẹp đấy. Đẹp, công nhận đẹp. Như Việt Nam mình đấy, công nhận lúa đẹp thật. Không có gì đi ở cánh đồng Việt Nam mình này. Đấy. À là. Và
Como tudo show, bem, bem, bem. É bonito. É bonitinho mesmo. Deu certo aqui. Boa experiência sim. mesmo. Tá bonito. Ah, bonitinho mesmo. Eu também quero barata aqui em Golo. Golo. Sim. Lá, porque sim. tem mesmo vala. Sim. Água bué. Sim. Vai dar certo. Lá. Vai, vai, vai. Đến xem là sướng ngay. Vai dar, vai dar. Đây là nó còn là trời mưa đấy. Nếu mà trời nắng rồi nó sáng. Cái mưa là em. Vâng, dạ. Trời nắng lúa nó sáng đẹp lắm. Ừ. Cái này đúng rồi, thăm thăm đồng, thăm lúa phải trời nắng mới đẹp. Mấy cái anh đứng trông chim này anh không cho ăn hay sao mà đứng kiểu đuối đi. À, tháo nước để khô đi gặt. Tháo mưa đi, mấy mưa chứ. Cũng bùn lên đi. Mưa. Không có bùn nữa. Mưa bật ruộng đầu tiên năm đầu tiên thành bùn non. Bật được khá nhắm cắt đây vẫn khô. Hả? Hàng nuôi. Ui, để cho các bác và thăm đi đây này. Tốt rồi em đi. Về. Như giời. Này. Chiu. Wow. Đúng các cụ nói là lúa chín thì cúi đầu ấy. Đây là cúi đầu đây. May đây không có chuột đi. Ừ. Cô một số vào. Cô một phần lắm. Estamos a ver a coisa que está bonito aqui. Também viemos buscar experiência aqui, vamos fazer lá também no nosso, na nossa fazenda. É exatamente. Sim, sim, vamos tempo aí, tá trabalhando na árvore. Vamos fazer isso agora. Assim, estamos a aprender agora, estamos a ver agora. Sim. Sim. Hoje mesmo assim, aqui. Ver assim. Não tem conta o arroz se cultiva também. Sim. Vamos trabalhar também lá. Sim. Legal. Sim. Các bác là nói chung là chỉ được ăn gạo rồi thôi. Nhưng mà cấy thì chưa biết cấy. Chưa biết cấy. Chưa biết cấy núa như thế nào. Cái này là mục sở thị luôn này. Bonito. Bonito. Daqui, aro aqui dentro. Vida comer aquele. Vamos cultivar mesmo nós próprios. Cultiva, cultiva. Tá vendo? Aqui é ni plantar tipo 4 meses. É 4 tháng aí, nem vi bem. 4 meses? Não. Tá mesmo? 3 meses. Sim. Sim. Olha assim. Muito rápido. Sim. Muito rápido. Muito rápido. Tá aqui. Arroz. Arroz. Olha só. Tá bem? Arroz. É. Só comer. Depois eu também quero. Aqui, ele já cava. Depois ele baranda. É meter isso. Sim, anda no cava. Ui, é. Ông này, đứng này. Oh, amigo. Olha só. Ei, calma a mão, né? Contra bem, né? Ei, não cai, né? Anh đứng chống mông ở trong lúa nhiều lắm các bạn, lúa nhiều lắm, cả ở đây ở chỗ này phải cả mẫu đi, có được mẫu rồi mấy sào đây, chỗ này mấy sào đây em mang nhiều lắm, được có 7 cân thông giống thôi, thẳng xuống dưới các bạn, dạ đúng rồi, như bây giờ chỗ này là lãi rồi đây, thóc 7 cân là thu hôm qua rồi, đúng rồi, nhiều thật đẹp. Anh tính cấy nhưng không biết là mùa khô dạo không có mưa, không biết là có phát triển được không. Đâu có nước thì có nước nhưng mà lúa thì không mưa không biết có được không, có trồng được không. Mùa khô mình phải thử thì mới biết được. Ừ. Phải thử mới biết được chứ nếu mà cứ sợ mùa khô mà không làm được thì không bao giờ mình dám làm mùa khô. Đúng rồi. Nên nói nếu như mà đây mà làm thành mùa khô nhá là một năm mình sẵn sàng làm được 3 vụ lúa. Đúng rồi. Ví dụ như tháng 9 nó bắt đầu vào đầu mùa mưa đúng không? Đầu đúng 9 mình cấy này. Đến tầm giữa tháng 12 dương lịch là mình thu hoạch. Xong rồi đến tháng 1, sang tháng 1 anh lại gieo mạ lại cấy tiếp. Anh trong khi có nước là đến tháng 4, tháng 5 anh lại thu luôn. Thế trong một năm mùa mưa đây là 6 7 8 mình phải được trong 2 lần không? Trong khi có nước anh đang tính anh tới anh cấy. Ui giời chín vàng này các bạn. Cái này mà cái mà nó khô ráo không hết mưa rồi. Gặt thì đỡ, còn phơi phóng nữa. Là muốn cắt lắm rồi. Ừ. Thế nhưng mà cứ phải chờ trời, ví dụ như hôm nay cắt hôm nay thì là hết hơi luôn. Ừ. Hôm nay mà cắt là hết hơi luôn. Đẹp này, cái ruộng đây đẹp này, nó từng ô một ô ngăn thế này, từng ô một đẹp này. Anh nhìn xuống dưới kia mà xem kìa, đất nó dốc kìa, mới phải ngăn thế này xong để san đấy. Ừ.
chứ nếu không thì nó đẻ một ô to. Nói chung là như anh em mình đi giúp để tùy từng nông trại một, cũng như tùy từng địa hình một để phát triển các bạn. Không phải nông trại nào giống nông trại nào, tùy từng nông trại một. Có nông trại từ nước trên xuống, rồi có nông trại lại ngược nước. Nói chung là nó không phải nông trại nào giống nông trại nào đâu. Ôi cái này có nún không? Ôi không nún. Đây là đất cũ đấy. Đẹp. Muito bonito aí, soba. Bonito. Tô a ver. Bonito. Vamos trabalhar lá. Bonitinho mesmo. Hã? Vamos trabalhar. Quốc mình san này. Quốc mình san này, đất màu về dưới kia kìa. Thế nên là nó bị chỗ này kiểu nó đất nó hết nó ít chất ăn thì lúa nó chín trước. Nhưng phải nói là anh Quý ở đây là cũng chăm sóc cũng rất là khéo tay, kinh nghiệm nữa. Đầy nước là mưa vào chưa thoát đi này. Chỗ này chưa khúc bờ này. Đất phát tông mai uế mui rồi mai đâu quan phát tông mà sao màn quan đồ aqui agbo suva bay. Exatamente. Agbo suva cota. Cota já. Esse ele tem que recolher no tempo dele. Ok. Não é o ano milho que dessa seca no que no outra. Oh, exatamente. Yeah. Esse se agora dessa até maio vai cair tudo. Oxalá. Sim, quando que começa a secar ele vai cair. Ok, ok. Yeah. Tá bem, tá bem. Isso aí, eu imagino dentro dela. Tá bem. Đẹp. Aqui já tem bué de cimento. Ah, aqui é bué. Se agora o pai vai conversar com o povo. Sim, sim, sim. Quero plantar arroz. Vem aqui, vou entregar cimento. Aqui. Sim. São Paulo. Sim. Tá bem. Assim vamos trabalhar mesmo? Sim. Sou bagono. Vamos produzir. Ah, você depois como fala com o povo. Quando o povo gosta aqui parado aí. Ok. Eu vai aqui fala aí no mal, ele dá cimento, bué cimento. Né? Đấy, anh em mình đang nói với các bác này, hôm nay là thực đưa các bác trưởng bản đi mục sở thị luôn. Đấy, gọi là mắt nhìn, tay sờ. Ở đây là đấy. Chính là để các bác đến là nhìn thấy tận mắt. Nhìn tận mắt thì mới người ta mới có ý kiểu như là có phấn đấu ấy. Đúng rồi. Ai, lực để làm. Ai thế thôi, cứ mình cũng vậy thôi, cái gì cũng thế. Bây giờ cứ bảo là ở Việt Nam các ông cấy lúa rồi làm thế này kia, tôi có nhìn thấy bao giờ đâu. Đây. Kiểu thế đấy. Ai cũng vậy, mình thế thôi, cái gì mà chưa làm được thì nhìn thấy là cũng động lực để làm việc ý. Đây. Đấy bảo ạ, ta ở không vậy cũng làm một số ô ruộng cái kiểu như này. Ra cà và để bôi áp đi ào à? Em ra. Xin. Xin. Nước rồi. Hệ thống nước này cũng hay đấy. Tinh van à. Cái xuống đẹp nhỉ. Từng cao xuống mà đẹp, mày chặn từng van từng ô một này. Đấy, nước đây là cái này là gì? Đẹp đấy, sáng đẹp. Không mà nó dốc xuống như này là dễ làm này. Dễ làm nước. Cái van à. Ôi, để đi vẫn mình vẫn thích ngắm lúa rồi. À, để bôi tới mút rồi, come. Come bem. Gostei hoje. Alô, come com frango. Ê, tá cuy à mui đu á. Chape a ba. Chape. 13. Chape bé chano á. Olha só. Đấy, hôm nay là anh em mình là đưa các bác trưởng bản đi thăm lúa rồi về. Thì cũng anh em mình cũng sắp xếp một ngày nào đó cũng như để cùng mọi người để trồng trọt cây lúa Việt Nam mình. Đấy. Giống thì già là quá rồi. Đấy, Ninh Phinip đây này nhiều giống lắm các bạn. Nào xin Ninh Phinip mấy vài tạ. Nói đi vài cân thôi. Giống thoải mái. Nhiều thôi. Bồ cô em nói trồng khoảng rồi cấy khoảng độ chục cân hóc giống. Là đã nhiều hơn này rồi bởi vì đây của em làm được có 6 cân rưỡi 7 cân như mấy. Đẹp. Tao phải đi cùng một tôi. Đấy. Đấy, các bác cứ đi, cứ ngắm này. Yo ni qua voi. O telefone anche da Isha. Come vai? E tira foto. Ah, tira foto? Vai aqui. Tá metendo no telefone. Ah. Sim. Các bác muốn chụp ảnh về để cho mọi người xem đấy. Đấy, được rồi. Đấy, thì bây giờ anh làm về. Ta aqui. Ai? Ok. Đấy. Sao bà fica aqui? Bao nu ai que tira foto. Yeah, yeah. Ai. Duro sao bà? Yeah. Ai. Ok. Ai. Senta bem. Sim, 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 sim. Ai. Ok. Đây đẹp đấy, núi đẹp đấy. Ba bình.
Bonito. Muito. Puxa. Tá de parabéns. Ai, ai, ai. Tá bonito, né? Tá bonito, ó. Tá bonito, velho. É, tu sung, tu sung. Tá aí. Olha só, ó, quanta gente do cara lá. Tá bonito. É, tá bonito. Ai, é. É. Poxa. Này là ba cô đã sang chỉ là con trời mưa các bạn, trời mưa đấy đi à. Cái gì dâu tây à, có quả chưa, có quả, hãy mời khách đi. Ôi giời, khách vào đây hả ta đó ông. Ô hả, để hái rửa đi, mời các bác người quả. Đây, này, đây, đây, quả dâu tây này, đúng rồi, đẹp như quả dâu tây. Đẹp như quả dâu tây. Đây kì. Toma. Sao mà? 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 Quả dâu tây to như quả dâu tây. Đâu? Xin quả nào? To rồi. Chị bè bò chỗ. Nhiều gông tận hái gông ăn. Tôi chả được quả nào ấy. Đâu? Cùi à. Mình tay đỏ lắm, mình tay đen lắm. Cùi à? Cùi à, cùi à. Chà bé ba. Aki ê nè, tập anh bà ra ta ấy chà. Aki, xinh ê, yêu nè nó. Chà. Ở bên đây là Linh Nếp trồng chè xanh đấy các bạn. Yeah, ok nha bạn. Thì như vừa trên đầu video mình nói thì hôm nay anh em mình à đưa hôm nay à buổi sáng làm trong nông trại cũng nghỉ ăn trưa xong rồi các bác ăn trưa xong rồi đưa các bác vào trong nông trại lúa nước Việt Nam mình trong chỗ của Linh Phiên Níp để cùng các bác trưởng bản thăm và cũng như vừa rồi cũng đã hỏi cảm nghĩ của các bác rồi. Bác nào cũng thích, hôm nay mới được lần đầu tiên nhìn thấy lúa nước Việt Nam mình các bạn. Thì ok các bạn, thì bây giờ trời cũng mưa rồi, các bác đi thăm hết một vòng rồi, bây giờ trời mưa rồi. Hôm nay mấy ngày nay là mưa, em xin quả. Thế bây giờ là bây giờ đang nách đách hẳn mưa. Thì bị cũng, lấy thóc giống không? Quả thóc giống gì kìa. Hả? Quả thóc ấy. Thì để cứ để thăm năng, để các bác đi thăm năng hôm sau về kiếm chỗ làm thì khi đó xin trồng sau. Thì ok nha bạn. Thì bây giờ để anh em mình để lại trả các bác về trồng bản các bạn. Thì video này anh em mình xin phép là dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho mình xin một like, một chia sẻ một cái kênh Đông Bao Nổi Về Nốc Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực dành cho hay cũng như giúp đỡ nhiều ngành khó khăn ở trên miền núi Châu Phi các bạn. Chào các bạn. Chào bạn. Vâng. Chào bạn. 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 Đi, đi về đây. Ngoan đi.